Nói chung là phụ nữ thì ai cũng ghen, nhưng mà riêng về Kim Cương thì khi mà sống và làm việc với anh Phúc thì Kim Cương rất là hiểu ý chồng mình. Nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20 tháng 10, Ưng Hoàng Phúc đã đăng tải hình ảnh vào bếp nấu ăn và những chia sẻ đầy tình cảm dành tặng bà xã Kim Cương trên trang cá nhân của mình. Nam ca sĩ viết: "Ông xã và các con cảm ơn bà xã đã luôn dành mọi yêu thương cho gia đình nhỏ. Cảm ơn em đã luôn kề bên anh trong mọi thời điểm cuộc sống và đi cùng anh trên con đường sự nghiệp. Không chỉ ngày 20 tháng 10, anh hy vọng sẽ luôn mang đến niềm vui cho em cùng các con." Đáp lại lời chúc ngọt ngào của ông xã, Kim Cương chia sẻ: "Thật ra không chỉ ngày hôm nay mà mỗi khi có thời gian rảnh là anh Phúc đều vào bếp nấu ăn cho cả nhà. Nhưng hơn hết là anh luôn biết chia sẻ cùng vợ từ công việc đến chăm sóc các con. Khi nhận được món quà bất ngờ này từ ông xã và các con, tôi rất hạnh phúc bởi sau bao nhiêu năm qua, cảm xúc đó vẫn như khi vừa bắt đầu tình cảm của hai vợ chồng." Bà xã Ưng Hoàng Phúc kể thêm, bữa giờ mấy cha con ảnh cứ bí mật làm gì đó mà hỏi không bạn nhỏ nào trả lời. "Tới hôm nay tôi mới biết mà sớm trước một ngày 20 tháng 10 luôn. Ông xã hay nói với tôi là sẽ tập nấu nhiều món ăn hơn thay vì chỉ có vài món tủ như mực xào rau củ hay mì Ý." Những chia sẻ của vợ chồng Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương khiến dân mạng đồng loạt thả tim vì quá đỗi ngọt ngào. Tuy nhiên có một bình luận của Ưng Hoàng Phúc cũng gây chú ý không kém. Anh viết: "Định đặt 13 PMX, tức là iPhone 13 Pro Max, tặng bà xã, nhưng lương tháng bà xã trả có 10 triệu, đợi Tết gom đủ, ông xã mua nhé." Nhiều khán giả thích thú để lại bình luận: "Mua trả góp đi anh, gửi em số tài khoản, em cho vay anh ơi." Bên nhau hơn 10 năm, Ưng Hoàng Phúc và Kim Cương vẫn thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường trên mạng xã hội, khiến nhiều người vô cùng ngưỡng mộ. Bộ đôi này là một trong những gia đình nghệ sĩ luôn nhận được sự yêu quý của khán giả. Từ khi kết hôn, Kim Cương dường như lui về hậu phương để Ưng Hoàng Phúc phát triển sự nghiệp. Thỉnh thoảng, cô chỉ tham gia đóng MV hay web drama cùng chồng. Với lịch trình công việc dày đặc, Ưng Hoàng Phúc thường đi diễn xa nhà, có khi nhiều tháng liền. Tuy nhiên, cả hai luôn có bí quyết để giữ lửa hạnh phúc cho gia đình mình, nhất là trong đợt giãn cách dài vừa qua. Có rất là nhiều cặp đôi thời điểm này, thời điểm giãn cách ở nhà đó, thì nhìn mặt nhau đó, gọi là chán chường. Nhìn mặt nhau mà gọi là đi vô đi ra cứ gặp mặt hoài, gặp riết rồi chán, là dễ gây lộn đúng không? Dạ. Rất là nhiều cái tin như vậy. Nhưng mà mình thì mình nghĩ là nếu mà mình lại suy nghĩ giống như vậy nữa rồi, chẳng lẽ là mình cũng giống như những cặp đôi khác, gặp nhau, gặp mặt chán nhau lại gây lộn nữa hay sao? Nên là vì cái lẽ đó mà mình nói thôi, mình phải cố gắng gặp nhau phải vui vẻ, gặp nhau phải cười nha. Rồi khi mình nói chuyện gì với nhau á, nhớ là nói đừng có sốc nhau, nhớ nhường nhịn nhau để cho cái mùa này nó đừng có dễ gây lộn, tại vì gặp mặt nhau thường xuyên dễ gây lộn lắm. Nên là Kim Phúc lại Kim Cương cũng phải dặn nhau trước nha. Tại mình biết mà, con người mà tính tình có lúc này lúc kia lúc thay đổi, nhưng mà càng thời điểm này thì mình lại càng phải trân trọng những cái điều quý giá đó nữa. Đừng có để cái chuyện mà ở gần nhau riết rồi chán gây lộn nhau rồi xích mích nhau rồi không nhìn mặt nhau được, mà mùa này không đi đâu được đâu, nên là thôi thà mình phải nói chuyện vui vẻ với nhau đi ha, để đỡ gặp nhau mà đừng có sừng sỏ mà ở trong một cái ngôi nhà không có né đâu được hết á.